Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay em Toàn có một bộ nặm rượu của Bách Hoa của Cutany đây mọi người. Đấy, nhìn rất là xinh luôn. Chiếc này như một chiếc hồ lô luôn mọi người. Đấy, nặm rượu của Cutany nhá mọi người nhá. Bộ này là có hai cái nặm rượu và 5 cái ly mọi người ạ. Đây, đây cho các bác xem cái nặm này, đây của Cutany này. Hàng Cutany men dạn, ở dưới này vẽ vàng này mọi người, trên cổ này, trên miệng này cũng vẽ vàng này, đấy các bác xem này, vẽ vàng đẹp chưa, quá đẹp luôn, đây các bác, đấy. Rất là ok luôn, đây hai cái để em nhấc cái này nữa, đây cũng diện Cutany luôn, bên dưới này ở phần này là toàn ở phần này là vẽ vàng này, chỗ này vẽ vàng này. Ở miệng này nó cũng vẽ vàng này các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Họa tiết rất là ok luôn. Đây ly ra đây các bác. Ly này cũng là Cutany nhá. Đấy cũng ở dưới này, dưới chỗ này cũng là vẽ vàng này. Toàn bộ vẽ nổi khối men dạn này các bác. Nhỏ nhỏ rất là xinh luôn. Nó là hàng Bách Hoa rất là xinh. Để em đo kích thước cho các bác nhé. Chiều cao của cái chiếc ly này nó là 36 à quên 3,6 là 3/6 ở đây mọi người. Đấy. Nó nhỏ nhỏ. Miệng ở đây mọi người. Miệng nó gần 5 rồi các bác ạ. Đấy, miệng 4,9 coi như là 5 đi. Em đo chiều cao để em đặt cái này ra để em đo chiều cao của cái nọng nha mọi người nhé. Chiều cao của chiếc nọng này vào khoảng 13 mọi người ạ. 14 13,5 đi mọi người. Chiều cao nó là 13,5 nhé mọi người nhé. Đấy, trông rất là xinh luôn. Đây, nắm tay đây. Chiều cao 13,5, rất là đẹp. Hàng của Cutany Bách Hoa. Vẽ nổi khối hết lên nhá các bác nhá. Khá là xinh xắn luôn. Đấy, các bác nào ai mà ưng ý bộ này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn. Qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn sẽ ship về cho mọi người. Hàng quá là đẹp luôn, Bách Hoa. Hàng đặc biệt cái này rất là đẹp luôn các bạn. Mèn mèn dạn. Rồi, em Toàn xin phép kết thúc video ở đây mọi người. Mọi người ai mà ưng ý thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn nhé. Tôi em Toàn xin chào tất cả mọi người.